Xin chào quý bà con, thì hiện tại mình đang có mặt tại vườn của anh Trung tại đầu 2 Lâm Đồng á. Thì cái vườn của anh Trung thì trong vườn nó có một vài cây tơ và nó có thêm nhiều cây ri nó đã trên 10 năm rồi. Thì cái sản lượng trên vườn này nó rơi vào tầm một cây chắc khoảng chừng chắc hơn 2 tạ quá, tại vì nó rất là nhiều quá. Rồi hơi chín cây này nè. Đó, cái lượng trái trên cây rất là nhiều ha. Đếm không xuể luôn. Như này. Trung bình một trái này chắc khoảng chừng 2 đến 3 kg. Vừa nó có thể là rất là đẹp. Một phần là do đi xấu nó sẽ dễ hơn thái. Và năm nay thì vườn anh Trung thì anh quản lý được cái lượng nước tưới, không bị chủ động được lượng nước tưới và không có bị khô hạn nhiều như cái vườn xung quanh. Đây. Trái rất là bự. Thì dự kiến chắc khoảng chừng 10 ngày đến 20 ngày nữa là thu hoạch rồi. Cái vườn nằm như thế này thì mình cũng xem được cái độ pH trong cái vườn này nó sẽ ra thế nào ha. Thì máy đây là hiện tại là máy đo pH DM15, thì đã xuất hiện trên nhiều video của tôi cũng chạy rồi, nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu lại bà con ha. Cái máy này là máy vừa đo pH vừa đo độ ẩm luôn. Hiện tại công ty tôi chạy đang phân phối sản phẩm này rất là nhiều, bà con cần thì sẽ liên hệ. Mình sẽ đo thử với bà con ha, ai chưa biết cái máy này thì sẽ hướng dẫn luôn. Đặc điểm của máy, cấu tạo của máy như thế nào thì nó máy có 3 vòng kim loại. 1, 2, 3. Hai vòng ở dưới này thì thường đều để đo pH. Cái vòng trên này thì sẽ đo độ ẩm đất. Ha. Nó khác biệt cái máy đo DM13 ở chỗ đó. Thì máy này tích hợp vừa pH vừa độ ẩm. Trên này nó sẽ hiện hai cái dòng để mình có thể nhận biết được là pH và độ ẩm. Cái dòng màu đỏ từ 3 đến 8 sẽ biểu thị độ pH. Cái dòng màu xanh từ 1 đến 80 thì biểu thị cho phần trăm độ ẩm là 10% tới 80%. Thì mình sẽ đo thử cái độ pH trong vườn của anh là như thế nào ha. Đầu tiên, việc đo mình sẽ chọn một cái vị trí đất ẩm trong vườn. Ví dụ như đất chỗ này ẩm ẩm nè, chỗ nào mềm tơi xốp thì mình sẽ ghim xuống. Và lưu ý bà con thì khi ghim thì mình sẽ xoay cùng chiều với kim đồng hồ ha. Xoay một phát sao cho 3 vòng kim loại nó vừa ngập xuống dưới đất luôn đó. Mình sẽ để cho cái chỉ số đồng hồ nó sẽ ổn định trong khoảng chừng từ 30 giây đến 1 phút. Mình sẽ tiến hành đọc chỉ số màu đỏ ở đây. Hiện tại chân máy đang ghi nhận được là mức là 5 ha, so với cái mức tiêu chuẩn của cây sầu riêng từ 4.5 đến 6.5 á, thì mức này là mức trung bình. Đây nó là như vậy. Và để chính xác, mình có thử đo pH rồi, đo độ ẩm sao thì mình sẽ nhấn giữ cái nút này trên máy. Vì vườn anh mới tưới xong nên độ ẩm rất là cao. Đây đang hiển thị tới 70 mấy, gần 80% rồi mọi con thấy không? Nhấn giữ thì là đo độ ẩm, còn mà nhấn buông ra thì nó là đo không nhấn gì là đo pH ha. Giữ độ ẩm đó. Và để chính xác hơn thì mình nên là mình chọn nhiều vị trí trong vườn, mình chọn lấy ra nhiều điểm. Đó, mình sẽ lấy cái lượng trung bình để mình sẽ qua một vị trí khác mình đo tiếp ha. Cũng vậy luôn, mình sẽ chọn một vị trí ẩm, mình sẽ coi thử cái độ pH trong vườn như thế nào. Cái việc mà mình kiểm tra độ pH trong vườn nó rất là hữu quả luôn bà con. Bà con thấy mà cái vườn của mình bón phân nhiều thì sao, cái việc mình bón phân nhiều quá, chất khoáng nhiều á thì nó sẽ làm tuột cái độ pH của mình. Việc mình kiểm tra độ pH sẽ giúp cho mình biết được pH trong vườn mình là bao nhiêu. Từ đó mình sẽ có những biện pháp mà giúp tăng pH. Thì cái việc tăng pH lên sẽ giúp ích nhiều cho cây. Việc là cây nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Cái mức chịu đựng với lại các cái bệnh, mấy cái biến đổi thời tiết hay là điều kiện khí hậu khắc nghiệt sẽ tốt hơn. Còn mà khi pH nó đã tụt quá thấp, tức là đất của mình nó quá là chai, quá là cứng, nó mất đi cái độ tơi xốp của nó, và nó sẽ có thể sẽ tồn dư một vài chất độc và kim loại nặng các kiểu. Thì cái việc mà như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cây sầu riêng. Ví dụ như là rễ nó sẽ không đâm ra được, hấp thụ dinh dưỡng sẽ kém đi, cây suy kiệt hay này kia. Thì cái việc mà để pH thấp vậy là không được, không nên.
Đó. Ở đây vị trí này thì mình đo nó cũng là 5 luôn. Thì có thể bà con nên đo khoảng từ 3 đến 4 lần một vài điểm trong vườn nữa đó. Thì mình sẽ rút ra một cái con số trung bình trong vườn của mình. Từ đó mình sẽ kiểm tra được pH và mình có mức điều chỉnh. Lưu ý cho bà con, khi bà con bón phân nhiều thì pH có thể xuống, đặc biệt là các loại phân hóa học như là NPK hay là DAP hay gì đó. Vì mình nâng pH thì nó có nhiều cách. Đầu tiên là mình sẽ cải thiện cái cấu trúc của đất của mình. Là ví dụ như là mình có thể để cỏ trong vườn như thế này nè. Đó, đặc biệt là cỏ nó sẽ thông thoáng ha. Nó sẽ tạo độ thông thoáng cho đất, độ xốp nhất định. Hoặc là mình bổ sung cái phân hữu cơ, chất mùn như là phân nở, đạm cá hay này kia. Hoặc là có thể nhanh hơn, bà con sử dụng các loại như là vôi. Mình có thể tùy chỉnh theo cái đường pH đang thiếu là bao nhiêu. Bây giờ thiếu nhiều thì bón nhiều, thì có thể bón ít, loại vôi này kia. Nhưng mà vôi thì đặc tính của nó là nó sẽ tiêu diệt các vi sinh vật có ích này. Làm bón nhiều nó sẽ gây là mất kết cấu đất nè. Việc tăng pH rất là nhanh nha, vôi á. Nhưng mà mình tùy mà mình nên bón vôi thôi, mình nên bón trên cái nền hữu cơ thì sẽ là hợp lý nhất, cân bằng lại ha. Đây, nói sơ qua về cái số trái trên cây này luôn. Cái cây này mang rất là nhiều trái mà con ha. Các con này thấy cái lượng trái cực nhiều. Cái khu đạ hoai này thì hiện tại vẫn chưa mưa nha bà con. Có thể nói là xung quanh các huyện như là Đức Trọng, Long Di Linh rồi này kia thì có mưa. Nhưng mà khu đạ hoai này thì đạ hoai đây, cụ thể đây là đạ tồn, xã đạ tồn, đạ hoai nữa thì vẫn chưa có mưa. Cái việc mà thiếu hụt nước ở đây rất là trầm trọng. Xung quanh đây các xã như là Hà Lâm hay là một vài xã nữa ở gần đèo Chuối, đèo Lộc thì nó có dấu hiệu là nước cạn luôn. Như chỗ cầu treo chỗ Hà Lâm nó đã cạn nước, con suối nó đã cạn nước luôn. Có nhiều nhà vườn người ta còn cả đào cả cách nhau 1 mét sông, người ta đào sâu xuống lòng sông để trữ nước lại, nhưng thật ra nó cũng không có được bao nhiêu hết. Mà dự kiến thì cơn mưa chắc năm nay sẽ tới muộn, hiện tại thì chưa có mưa. Thì vừa rồi là đôi nét về vườn của anh Trung tại khu vực đạ hoai Lâm Đồng, cũng như là giới thiệu về cái sản phẩm của công ty Tinh Cậy, đó là máy đo pH M15. Thì cam kết với bà con là máy đo của công ty Tinh Cậy là chính hãng ha. Và khi mua bà con sẽ được tặng kèm một bao máy vàng như thế này, và một và 18 tháng bảo hành và free ship. Xin chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.